ONMIS với hội nghị chuyên đề đầu tiên chuyên về việc sử dụng tảo trong các lĩnh vực dinh dưỡng động vật và sức khỏe cây trồng. Mục đích vào năm 2050 là có thể nuôi khoảng 9 tỷ dân, một thách thức toàn cầu đã được huy động tại đền Bon TV với các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong ngành gia cầm và các nhà chính trị của 22 dân tộc. Hơn nữa, như một dấu hiệu, đó là châu Phi mở ra các cuộc tranh luận với sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Thủy sản Động vật của bờ biển Nga, một quốc gia tin rằng ngành công nghiệp tảo là giải pháp bền vững và lâu dài cho an toàn vệ sinh thực phẩm cần thiết cho người dân. Sau đó, các nhà khoa học khác nhau của vùng Gotong và trên thế giới đã thành công để giải thích các tiềm năng sinh học của tảo cũng như nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực đa dạng như dinh dưỡng cho động vật và thực vật, y học và mỹ phẩm. Ngoài ra, còn có nhiều cuộc đàm thoại của tổ chức kinh tế ngành công nghiệp tảo biển, đặc biệt là dự án của tảo Yunvong được thiết lập bởi tập đoàn ONMIS tại vùng Gotong với một loạt các kỹ năng công nghiệp và khoa học để thu nhập, khai thác và chuyển đổi tảo xanh hiện có trên lãnh thổ. Tiếp theo, lễ trao giải thưởng cho các tổ chức xứng đáng nhất trong lĩnh vực này ở cấp độ quốc tế là việc nếm các sản phẩm có nguồn gốc từ tảo đã kết thúc của ngày hội nghị. Hội nghị chuyên đề tiếp theo về tảo của ONMIS cũng là hội nghị đa văn hóa và sẽ diễn ra ở Trung Quốc